Bông hoa này không chỉ tạo cho chúng ta một cảm giác sang chảnh ấy mọi người, mà nó còn tạo cảm giác nhiều chiều ấy. Nó có độ nổi vừa phải, rất là xinh và có tính ứng dụng cực kỳ cao. Đầu tiên để làm được bông hoa này, mọi người sẽ chuẩn bị Thảo một lớp nền màu thạch nhé. Ở đây Thảo dùng thạch đen, còn bình thường thì mọi người dùng màu thạch nào cũng được, miễn là màu thạch là ok nha. Màu thạch đen thì cảm giác nó huyền bí hơn nhé mọi người. Tiếp theo chúng ta sẽ sử dụng nhũ bạc mọi người nhé. Đây là giấy nhún bạc nhé. Mình sẽ dùng cọ để lấy một chút giấy nhún đặt lên móng này. Mọi người có thể đặt nhiều một chút nha. Bề mặt đã dính hoàn toàn, sau đó thì chúng ta sẽ sử dụng cồn loang màu đen nha mọi người ơi. Mình sẽ lắc lên trước khi dùng nhé. Đây là cồn loang màu đen này thì nó sẽ có trong set cồn loang Geliva. Rồi mọi người sẽ tán này. Nếu mình dùng màu khác thì mình dùng màu nền khác thì mình sẽ dùng màu cồn loang khác nha mọi người ơi. Màu đen thì mình dùng cồn loang đen luôn. Tán này. Mục đích lúc này chúng ta dùng cồn loang là tạo độ đậm nhạt của cái phần màu đen này ấy. Đó, tạo loang bất kỳ, miễn là nó có độ đậm nhạt trên phần móng này. Rồi, như này nhá, có độ đậm độ nhạt nhá. Sau đó thì mọi người sẽ không cần tán gì cả đâu. Đợi cho cái hơi cồn loang này bay một chút, mình sẽ sơn tốp lên, tốp bóng nha. Để lát nữa chúng ta không cần sơn tốp bóng lại, mình sẽ sơn tốp siêu bóng của Geliva nhá. Rồi, đây lại một lọ nữa, Thảo dùng sắp hết rồi này. Lúc này mọi người sẽ nhìn thấy rõ hơn cái độ đậm nhạt của cồn loang trên móng nhá. Sơn thế này để lát nữa chúng ta vẽ những cái lớp đằng sau, nếu như chẳng may chúng ta vẽ hỏng ấy thì mình lau đi được. Chứ nếu mà lau đi là nó vẽ hỏng, mà lau đi là mất cả lớp cồn loang luôn đấy mọi người nhá. Đây, mình bỏ vào hơ đèn là 99 giây nhá, để lát nữa chúng ta không phải sơn tốp lại lần nữa nhá. Đây, chúng ta đã sơn tốp bóng xong là mình có một cái nền lấp lánh rồi. Cái nền này rất là quan trọng nhá, để chúng ta tạo thêm độ lấp lánh ở đây. Sau đó thì mọi người sẽ sử dụng gel vẽ màu trắng nhá. Thảo dùng của Fansang Mây. Mọi người cứ dùng một cái loại gel vẽ nó trắng và nó đặc là được nhá. Dùng cọ số 2, cọ hoa cúc số 2 của Geliva nha. Cái này thì có trong bộ cọ 89 cây của Geliva đó mọi người nhá. Lấy phần gel vẽ ra đây. Chúng ta sẽ tán những cánh hoa như sau. Thảo tán chậm cho mọi người nhìn nhá. Tán cánh hoa này dễ kinh khủng khiếp luôn. Mọi người sẽ tán cái cánh dài trước nhá. Chúng ta sẽ xác định nhá. Xác định một chút là điểm nó ở đây, chẳng hạn nó lệch lệch một xíu nha. Đó, mọi người sẽ tán cánh hoa dài trước này. Hoặc là lệch ra đây một tí cũng được, tán cánh hoa dài trước này, cong một chút nha. Mình ấn mạnh cây cọ này. Rồi, sau đó thì mình nhấc nhẹ lên. Đó. Như kiểu vẽ cánh hoa cúc thôi, nhưng mà cái này mọi người vẽ nó. Rồi, nhấc lên. Được chưa ạ? Sau đó mình sẽ vẽ những cánh hoa bên cạnh này, cong một chút cùng nó nha. Rồi, thì mình sẽ vẽ phụ những cánh hoa bên cạnh này, để cho cái bông hoa cánh hoa này nó không bị nhỏ quá, được chưa ạ? Mình cứ vẽ tiếp những cánh tiếp theo nhá. Tí nữa mình sẽ sửa cánh thêm theo ý của mình. Rồi, cánh này nó sẽ nghiêng sang bên này. Đó, phủ thêm này. Rồi, tiếp tục này, nghiêng này. Lại này, ấn này. Nốt cái cánh này, cánh nhỏ nha mọi người nhá. Cánh này kiểu chỉ để thêm phụ vào đấy để cho mọi người biết là à đây còn cánh nữa thôi. Rồi, vẽ phác xong nhá. Mình sẽ điều chỉnh như sau này. Thứ nhất là mình sẽ vẽ thêm ở cho cánh chính nó dài hơn nữa này. Và thứ hai là nó có độ đậm nhạt giữa các cánh hoa. Thứ ba là cái cánh giữa sẽ đậm nhất nha. Đó. Hai cánh bên cạnh mọi người lau đi để chúng ta tán làm sao cho cái cánh này nó kiểu màu thật là nhạt thôi. Đó, cánh giữa đậm nhất.
Rồi, cánh hoa nó sẽ không cân như thế này nhá. Sau đó thì mình sẽ đem đi hơ đèn này. Sau khi mình đã hơ đèn xong rồi nhá, mọi người sẽ sử dụng tốp giọt xương nhá để chúng ta vẽ lên này. Tốp giọt xương mọi người vẫn dùng cái cọ số 2 vừa rồi, mình vừa mới lau sạch đi rồi. Mình sẽ tán trước những cái lớp nền để cho cái nó dày lên nha. Mình tán toàn bộ cánh hoa nhá. Cứ tán đã nha, chúng ta chưa có để ý độ nổi vội. Mình tán toàn bộ đã. Lát nữa thì tán bên trên nó sẽ nổi hơn. Sau đó mình đem đi hơ đèn nhé. Mình hơ tầm 60 giây. Sau đó chúng ta sẽ sử dụng cái cọ nét mọi người nhé. Cọ nét hai đầu. Mình lấy phần tốp giọt xương này. Đó, mình sẽ vẽ đầu cánh hoa thì to nhé. Về chỗ phần nhụy cánh hoa mình vẽ nhỏ lại. Rồi. Đúng ra mình có cái đèn hơ chân đứng ấy, mọi người hơ luôn ở đây thì nó nhanh hơn nhá. Kiểu hơ tầm 15 giây là một bên là nó khô rồi ý. Mọi người vẽ nhanh tay một chút nha. Bỏ vào hơ đèn luôn nhá. Hơ đèn khoảng 30 giây nó đủ khô mọi người nhá. Lấy tiếp tục thêm này, mình sẽ đi vào những đường chúng ta vừa làm ấy mọi người. Đó, cứ vẽ những đường to trước, những đường càng trên này cùng trên cùng ấy. Thì mọi người sẽ vẽ cả những đường nhỏ nhá. Vẫn đi nhanh tay thả một chút này. Rồi, mình hơ đèn này. Chúng ta sẽ vẽ khoảng 2 lần nữa thì sẽ đạt nhá. Nhưng mà lúc này Thảo sẽ dùng đến sự trợ giúp với đèn hơ chân đứng. Mọi người vẽ một cái mọi người hơ luôn vào đây là nó nhanh lắm ấy. Chứ còn để từ trên này vẽ hơ xuống kia thì nó hơi lâu ấy mọi người. Đây, mình tiếp tục kẻ tiếp này. Nhớ là ở đầu cánh hoa mình sẽ kẻ dày và về phần giữa phần nhụy này thì chúng ta sẽ kẻ mảnh lại nhá. Đó. Làm xong một cánh là đem đi hơ luôn ngay trước mặt này là nhanh lắm. Chỉ cần khoảng tầm 10 giây là khô rồi mọi người ạ. Ấn càng sát thì chúng ta hơ càng nhanh nhá. Đây xong này. Mọi người thích kẻ thêm cũng được này. Đó. Các đường sau cùng mọi người làm thì nó sẽ là kẻ mảnh hơn các đường trước để nó lộ cái phần pha lê hơn, kiểu nó nhiều tầng nhiều lớp hơn ý. Mọi người hiểu không ạ? Tức là càng bên dưới thì mình sẽ vẽ nó to để cho nó dày lên. Nhưng càng lên trên thì mình sẽ vẽ mảnh hơn ấy. Nốt nha. Mình sẽ vẽ các cánh còn lại này. Lúc này mình chỉ vẽ các cánh còn lại thôi nhưng Thảo sẽ để nó hơi nhanh một chút mọi người nhé. Rồi đây là khi chúng ta đã hoàn thành xong mọi người nhé. Một vài lớp thì hoàn thành xong này. Có cái đèn hơi chân đứng là nhanh hẳn luôn. Tức là mọi người khi nào thấy được này, là chúng ta có nhiều tầng hoa nhô lên khỏi cánh hoa này. Và nó sẽ thể hiện các tầng tầng lớp lớp như này, nó trong suốt như này này. Đó. Thì mọi người đưa vào đèn hơ một lần nữa khoảng tầm 60 giây cho nó khô hẳn nhé. Sau đó chúng ta sẽ trang trí phần nhụy này. Phần nhụy cũng là điểm nhấn mọi người đừng bỏ qua nhé. Sau đó chúng ta sẽ lấy nhũ siêu sáng mọi người nhé. Màu bạc này, chúng ta chấm ở giữa nhụy. Nhưng mà chưa xong đâu nha. Mình còn rắc đá lên nữa cơ nên mọi người chỉ chấm cho nó sáng. Trong trường hợp đá chúng ta rắc chưa hết thì nó vẫn còn lấp lánh thôi. Rồi mình sẽ đem đi hơ đèn này. Hơ khoảng 10 giây thôi là được nhá.
Đã xong đến đây mọi người thấy xinh rồi đúng không? Lên tay của một bộ móng design mà có tí đá nữa thì xinh lắm luôn đấy mọi người ạ. Bây giờ thì chúng ta vẫn sử dụng cái tốp giọt xương nhá. Mình sẽ rắc đá lên đây luôn. Nên mọi người sẽ vẫn dùng tốp giọt xương này. Chúng ta đặt lên giữa phần nhụy nhá. Đặt vừa thôi nha. Sau đó thì mình sẽ rắc đá lên, nhưng mà cái đá này ít quá so với việc chúng ta rắc cả móng, nên là chúng ta sẽ dùng nhíp cho Thảo nhá, để gắp viên đá lên. Ôi dồi, mọi người gắp 1-2 lần là đầy ấy mà. Rồi, đấy, gấp một lần được luôn này. Chỉ cần bao nhiêu đá là được nhá. Mọi người dàn đá ra này. Rồi, vừa đủ độ sáng của đá, vừa đủ độ sáng của nhũ chưa? Mọi người sẽ bỏ vào hơ đèn 60 giây, như vậy chúng ta sẽ hoàn thành luôn nhá. Ten ten, như vậy chúng ta đã hoàn thành xong. Mọi người có thể để hoa này ở gần đầu móng, hoặc là ra giữa móng, hoặc là ra phần chân móng đều được nhá. Rất là xinh luôn. Mọi người thay nền đi, không phải là nền đen thì là nền khác cũng rất là đẹp nha mọi người ơi. Đó, bộ móng này design trên một bộ móng thạch mà có phối một chút đá, chỉ cần một ngón hoa và một ngón đá đã đẹp vô cùng luôn rồi.